Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của bqThanh. Đã lâu rồi chúng ta không chơi một tựa game giật mình liên tục. Hôm nay anh sẽ chơi một tựa game như thế không ạ? Đó là tựa game tên là Find Yourself, tức là tìm lấy bản thân mình các bạn ạ. Kiểu là mình đánh mất bản thân mình và khi mình tìm lại mình thấy mình xấu quá, mình giật mình. Và trước khi xem video các bạn hãy nhớ ấn like video, ấn đăng ký kênh giúp bọn mình và hãy xem quảng cáo nữa nhá. Còn bây giờ chúng ta đi chơi xem tựa game này có gì giật mình nhá. Ok. Và chúng ta đang đi tìm bản thân mình ở trên một con tàu không ạ? Đây như kiểu tàu điện ấy nhỉ? Có nhạc sập sinh kìa. Bùm chaka la bùm chaka la bùm. Nhạc sập sinh nhưng mà chỉ có một mình thôi. Thôi rồi, vào chơi xem chuyện xảy ra nhé các bạn ơi. Ui cái gì ấy? Một sản phẩm của Emika Game. Âm nhạc nghe có vẻ căng thẳng đấy các bạn ạ. Đúng rồi, đây là cái ga đúng không? Giống như kiểu bị bỏ hoang lâu lắm rồi các bạn ơi. Mình có thể bật đèn pin này. Đây là hướng dẫn chơi các bạn. Cái gì ấy? Cái gì đằng sau cánh cửa ấy, nó vừa tạo ra tiếng động ấy. Có tiếng thở các bạn ạ, không biết ai thở. Rồi, nói chung là dễ được các bạn. Chạy cúi ngồi. Đấy, có cái gì ấy. Nhưng mà cái chỗ này bỏ hoang thì có ai đâu. Nó vẽ cái gì không? Vẽ thiên thần bị béo phì. Thiên thần bị đần thì có rồi. Đây có một cái tờ giấy gì này, nó vừa xuất hiện đây luôn. 5 giờ tối. Ui ôi, gặp một cái nhà tâm lý học các bạn ạ. Đấy, có tiếng gì đấy. Một cái gì nó rơi á. Ốc có nhìn thấy bóng của con gì đang xa xa hay không? Nó có sừng kìa. Đúng rồi. Ở chỗ máy bán nước các bạn thấy không? Đấy. Con gì vừa bỏ qua đấy. Ui, con gì ấy. Nó đang thở đấy. Ê, nghe điện thoại đi. Cái gì đấy? Biến mất luôn rồi. Nghe điện thoại đi, điện thoại đâu ấy? Không phải chỗ này. Cái chuông. Cái chuông. Cái con sau cánh cửa nó chạy đến đây rồi. Con đấy nhìn như kiểu bị là ngoài ngoài hành tinh á. Ui các bạn ơi, vừa vào nó đã cho mình giật mình mấy phát rồi, cay thế nhở. Có bạn nào giật mình giống anh không? Cái tiếng gì ấy? Tiếng tàu. Xịch 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 xịch. Tưởng tàu điện nó không kêu như thế. Nó cũng không kêu như thế mà. Nhưng mà rõ ràng tiếng tàu á. Cái màn hình cứ tối thế này à? Đang đi tàu tối à? Thế mở lên thấy, mở đèn lên thấy quái vật đấy. Thế thì không mở đèn nữa là không thấy gì đúng không? Sắp mở đèn lên rồi. Tàu dừng lại rồi. Ui. Thấy chưa, mình mở đèn lên. Đây mình đang ở trên tàu rồi. Nhưng mà lại không có ai hết nên mới cay phết chứ các bạn. Kia là một cái xe đẩy của em bé đấy các bạn ạ. Nhưng mà không biết có em bé bên trong không? Không có cái gì. Ui, không có gì sao lại có tiếng em bé khóc thế? Nó khóc ở đầu này các bạn ơi. Ui ôi, sao nó lại khóc? Mẹ nó đấy à? Sao mẹ nó xấu thế? Mẹ nó tắt đèn rồi. Các bạn ơi, bên này cũng có một cái nôi em bé. Bà mẹ biến mất rồi. Không biết là bên cửa, đằng sau cánh cửa này có một cái nôi hay là cái gương này nó phản chiếu lại đằng sau không ạ? Chắc là phản chiếu đấy. Nhìn giống như kiểu một cái khoang khác ấy. Không, là phản chiếu đấy. Ôi ôi, thế thì vừa có người đứng ở đây à? Người đâu đấy là con ma đấy. Cô bây giờ làm gì? Anh không biết, anh đang muốn thoát ra khỏi đây. Tự nhiên lên tàu làm gì? Đấy, nó lại khóc kìa. Khóc ít rồi, khóc nhiệt trẻ thiêu à, cô lưu về một tí nhá. Cái gì đấy các bạn ơi, nó kêu nó cạch như kiểu tiếng cái gì di chuyển ấy. Con gì nó trèo trên nóc tàu đó, hay là cái con vừa nãy đấy. Cái gì đấy? Ai gõ cửa ấy? Cái nôi em bé ở đây đâu? Ở đâu rồi? Anh cứ đi lại. Có tiếng gì xèo ấy nhỉ? Cái gì đấy? Cái này là cái gì? Gì đấy? Bấm vào xem nào. Giống như kiểu cuộc gọi khẩn cấp ấy các bạn. của bạn đã... Vẫn là cái con vừa nãy đấy, hiểu không? Đây này, có bàn tay máu vừa bấm vào cái nút đấy. Mình bấm vào. Ô, mình bấm đi. Có cái gì này Ốc ơi? Nãy đâu có đâu. Ui, như kiểu là cái gì như kiểu gọi con quỷ á. Lễ triệu hồi quỷ. Ở đây có một cây thánh giá và hai cây nến. Bây giờ anh thử cầm một cây thánh giá để xem có tiêu diệt con quỷ ngoài ấy. Ôi, cầm lên phát dịch chuyển đến một căn phòng học các bạn ơi. Tôi cảm thấy không an toàn ở trong căn phòng của tôi. Đây là phòng của anh à? Phòng của anh nhìn tây thế. Anh là người nước ngoài ở bển ấy. Có mấy ảnh này, có đồ chơi xịn sò chưa? Đây bàn học của cậu bé này. Mình đang đi tìm lại ký ức. Đây chắc là căn phòng ngày xưa của anh. Có một tờ giấy ở đây. Ký ức á? Đèn đỏ bật lên phần bồn tắm của hiệp sĩ màu trắng. Chả hiểu kiểu gì. Đây hiệp sĩ à? Hiệp sĩ đấy. Hiệp sĩ bị bệnh trí rồi. Mũ cao bồi này. Đồ chơi vứt lăn lốc. Cái áo à? Hay là một bức tranh? Một bức tranh được phủ khăn lên đấy. Không mở ra được các bạn ơi. Chả có gì nữa, toàn đồ chơi với cả ấy thôi. Đây có một cánh cửa mở ra được không? Không mở được rồi. Khi trời trở nên tối thì mẹ của tôi bắt đầu hành động ghê rợn à? Không hiểu. Ở đây có tờ giấy gì này? Mẹ của tôi trừng phạt tôi và nhốt tôi ở trong phòng. Sau đó thì bạn rời đi, bố rời đi. Và mẹ bắt đầu đối xử với tôi thật là tồi tệ. Thế là ngày xưa mẹ đánh mình cuột mông vì mình hư à? Đây bạo lực gia đình đó. Cửa mở rồi. Ui, ai đấy? Mẹ mình à? Mẹ mình đâu có sưng, giống cái bóng mà mình nhìn thấy ở ga tàu các bạn thấy không? Đúng rồi. Đúng không? Thế bây giờ nhà mình chỉ có mình với mẹ mình thôi. Bố mình rời đi rồi. Gì vậy? Nó sập cửa. Ôi! Cái gì đấy? Cái gì ở dưới giường của mình đấy? Nó có hai cái móng như kiểu móng chân trâu á. Đâu, như kiểu càng cua. Nó kêu nó là lợn à? Nó đi đâu rồi? Có cái bóng người ở kia. Chết rồi các bạn ơi. Gì ấy? Bật lên thì không thấy gì luôn. Ảo ma Canada thì chứ vừa có con gì đứng ở đây mà. Cái chỗ này lúc đầu là một bức tranh treo nhưng mà bây giờ nó biến thành hai chú hề này. Đúng rồi, và có một cái thanh giá kìa. Mình mà cầm cái thanh giá mình lại dịch chuyển đấy đúng không? Chú hề này trông xấu như Ốc vậy. Điên nào. Xấu như anh thì có. Nhặt chú hề được. Ôi, nhặt chú hề một phát lại biến về đây rồi. Mình lụm được cái thánh giá này. Tí gặp quái vật mình cứ dơ ra thôi. Không biết bây giờ đi được không? Đấy, cái con đấy nó lại đến đấy. Cái con mà bò đấy, biết không? Đâu làm gì nó có đến. Thế cái tiếng gì quẹt quẹt đấy? Anh vừa mở cửa chứ không mở được. Ui, tiếng gì? Tiếng nhạc. Tắt cái này đi. Không được đâu. Không được luôn. Chắc không phải từ đấy. Gì vậy? Tắt rồi. Ai đây? Một tờ tạp chí à? Một tấm bìa tạp chí à? Cô này xinh quá. Hả? Cái gì đấy? Gì đấy? Cái gì đấy? Ai đây? Đứa nào đây? Nó đi ở trên đầu mình hay sao á? Ôi bà mẹ, đẩy cái xe đẩy đi đấy, thấy không? Ôi bà mẹ. Chị gì ơi trời em. Bà đầu chọc lốc. Ôi hết rồi. Trời sáng rồi các bạn. Không phải đèn sáng rồi chứ. Ê chắc thoát được rồi á. Mở cửa ra đi à. Mở cửa ra. Gì ấy? Gì ấy? Chết rồi, bên cái đành ơi. Đèn sắp tắt đèn rồi. Cậu bé đang hát la 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 la. La la la. Ghét kinh quá ông ơi. Không qua được. Không qua được chỗ cậu bé à? Ui máu. Chỗ bà mẹ đứng à? À đâu, bà mẹ đứng trước mặt mình đây nè. Xong biến thành cậu bé này nè. Ơ à, con gì đấy? Đấy là tôi hay sao? À, tôi đã có một tuổi thơ đơn độc hay sao? Ừ đấy chính là mình à? Ôi, ngày xưa bị bỏ rơi như đứa dở hơi ở trong tàu một mình. Đây như kiểu hồi ức đáng sợ của mình các bạn. Gì đấy? Gì đấy? Gì đấy? Ê, thằng nào đấy? Cậu bé đi đâu rồi ấy? Ừ, cậu bé đâu rồi? Nó vẫn ngồi đấy mà. À Ôi rồi, mình sang toa khác đi. Ừ. Có vết máu này, đi theo vết máu xem chuyện xảy ra. Gì đấy? Ui rồi, đứng nó tặng. Giật tết cả mình. Bảo rồi game này chỉ có giật mình thôi các bạn. Ừ. Hả? Sao tự nhiên lại có hai đứa này đằng sau? Kỳ ơi, sao mắt này chảy máu? Ơ nó đi, nó biết đi không? Tự nhiên nó ở đây. Nó làm ăn ở canh à? Nếu như mà mình ngoảnh mặt đi nó có bắt mình không? Ôi đừng sợ bóng tối. Không sợ mà sợ quá. Cái tiếng bước chân của ai kẹo kẹt đấy. Ghê chưa, ghê chưa. Anh cười à? Anh cười như một thằng ngáo ngơ vậy. Anh đâu, anh biết đâu. Thôi đi thẳng lên đi, cứ đi qua đi lại ghê chết à. Cắm đầu chạy các bạn ơi. Tiếng cười to thế. Coi mất đầu luôn. Chả đâu ra. Ui xích. Cần một vài thứ gì đó để mở cái này. Vậy là mình phải đi tìm một cái dụng cụ các bạn ơi. Để mở cái cửa bị cuốn xích rồi. Ok. Là cái gì ta? Chắc là một cái kìm hay cái gì đấy. Thì mình cắt được cái xích kia chứ. Ở đây này có bộ dụng cụ này. Ai nhìn cái này khóa rồi, mở được không? Bạn cần một cái chìa khóa các bạn ơi. Chắc chắn là trong cái đấy là có rồi. Đồ thì mình mở rồi. Nhìn kỹ xem thấy chìa khóa ở đâu nhá ông nhá. Ừ. Anh nghĩ là khéo ở trên mấy cái con này thôi. Yeah, ý là nó cầm chìa khóa. Đây đây đây. Chị ơi, em xin lỗi, chị cho em cái chìa khóa được không? Rồi. Cái gì mà cộc 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 ấy nhỉ? Ai biết, kệ đi. Thoát khỏi đây đã. Nó chặn kìa. Nó chặn việc cái gì? Bây giờ mình cứ lấy chìa khóa ra. Cứ có con gì. Nhanh lên, thoát khỏi đây đừng nhìn nữa. Đây là một cái kìm. Ôi bà mẹ anh ấy. Ui đông đấy. Cần phải dọn dẹp chỗ này đi. Đó kiểu gì? Kiểu đi qua đi lại. Đi lên vào. Thả tôi ra. Không xô đẩy được à? Thế thì chịu rồi, mình bị mắc kẹt đây rồi. Bia ơi cha con, bia ơi. Bia ơi. Bia ơi à. Bấm vào nó rồi mình xẹp một cái là mình đi qua được á. Ôi xong rồi. Mình đã không thức dậy các bạn ơi. Xin vĩnh biệt cô. Mình chạy thẳng luôn các bạn. Đấy thấy không? Đấy thấy không? Mình sẽ bấm từng con một để mình đi qua. À đấy. Bấm vào đầu nó mới được các bạn ơi. Rồi. Đấy mẹ chưa? Mẹ đầu hói luôn. Cắt. Lấy cái kìm đâu? Rồi. À, cứ bật đèn pin thì không lấy được đâu. Ui rồi. Con gì cười đây? Anh như ai? Anh hồi bé cười đây. Anh làm gì cười thế? Cười như con đười ươi. Ui rồi cái gì đấy? Gì đấy? Tới đâu đây? Phòng này là có hai cái máy giặt các bạn, tầng hầm của một ngôi nhà. Ngày xưa mẹ nhốt mình vào tầng hầm. Ừ. Mẹ của tôi đã rất tức giận khi mà tôi tắt đèn. Mẹ ơi. Ai bảo tự nhiên tắt đèn đi. Thôi sao là sao đừng tắt đèn nhưng các bạn không biết. Bật đèn nữa. Mẹ đứng ngay sau xiên cho phát luôn. Người mẹ độc ác luôn các bạn. Ê chỗ này như có một cái gì đấy ấy. Nó không liền với nhau ấy. Đúng không? Đâu, anh thấy bình thường mà. Trông như kiểu một cánh cửa này các bạn. Trông này. Như là nó nổi lên ấy. Có tờ giấy kìa. Tôi đã nhìn thấy con quái vật trong căn phòng của tôi, nhưng mẹ của tôi đã không tin tôi và đã khóa cửa tôi. À, ý là đã nhốt tôi ở dưới tầng hầm. Ôi, thế là mẹ lại còn không tin mình. Đúng rồi. Chắc bqThanh hồi bé hay bốc phét nên mẹ mới không tin. Nếu như là người nói thật thì chắc là sẽ có người tin đấy. Chả ai tin mình hết. Rất nhiều ống lon cũ các bạn ơi. Không mở được, bài đăng thầy thì thầm ở trên kia mà. Lời thì thầm của đá. Ông thấy gì không? Ui, chiếc xe đạp này có phép thuật win đấy các bạn ạ. Nhìn nhá. Wow. Wow. Thế thì đi vào thần hẳn bên trong xem thật sự có cái xe đạp này không. Để anh thử dẫm xem nào. Không có gì các bạn ơi. Cái gì đây? Chỉ nghe tiếng đập cửa với cả tiếng chạy oanh oanh ở trên thôi các bạn ạ. Mở thế nào? Mở được chưa? Chưa được các bạn ơi. Ai đấy? Mẹ ơi cứu con. Mẹ không cứu đâu, mẹ đang nhốt mình mà. Rồi xong luôn. Cái gì kia? Tự nhiên xuất hiện một cái kiểu cái xe beng à? Cái này để cạnh cái gì đấy đúng không? Mở cửa đi con mẹ ơi. Mẹ không mở luôn, mẹ nhốt mình ở đây thật rồi. Mẹ không tin anh đâu. Cái gì đấy? Ui, phòng này tự nhiên nhiều đồ đấy. Này còn có mấy cái này chặn mà, lúc đấy làm gì có đâu. Từ từ. Anh nghĩ là chúng ta lúc đấy phát hiện ra cái bức tường kia kỳ lạ. Bây giờ thử lại gần xem, chắc là dùng cái gì đấy. Ok đấy. Chất lượng sạch sẽ rồi. Ơi! Cái gì đây? Con này là con gì? Con ma hay là một bức tượng gỗ? Một bức tượng gỗ, cậu bé này bị đau chân kìa, băng bó ở chân thấy không? Như kiểu đang đi leo núi nhỉ? Có hành lý rất to này. Kiểu cắm trại à? Cái gì không? Gì? Đây này, hiện bức tranh này lúc nãy tối bây giờ hiện rồi này. Bạn của tôi chân to. Người bạn chân to à? Chân to là quái vật đâu các bạn. Rồi sao nữa, chả hiểu cái gì luôn. Tự nhiên lạc vào một cái vòng. Rồi á, những cái chỗ mà vừa nãy nó bị chắn á thì bây giờ lại không bị chắn nữa. Đây có một tờ giấy trên cái máy giặt này. Rất là lâu trước đây tôi có thể nhớ được mẹ của tôi luôn luôn hành động kỳ lạ. Thì bà mẹ bị quỷ nhập như thế đúng không? Đây này, mình có thể tương tác với cái này này các bạn. Đó, cậy được mà. Một kho chứa toàn măng canh thôi. Các loại măng canh luôn. Các anh ơi, các anh đừng. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Cái gì gì đấy? Cái gì đây? Một chiếc rương. Ui, cái rương đẹp thật. Cái gì mà như tiếng chuột đấy. Rương này không mở được à? Có khóa nè. Cái gì bên trong này nhỉ? Một cái bát đầy máu. Đây là máy sưởi, đây là cái đệm. Đệm nằm mà có người nằm ở đây. Cái thánh giá này. Chính là cái thánh giá này. Lấy được không? Không lấy được, sao nó lại ở đây? Mở cửa, mở cái rương lần nữa. Không được các bạn. Không được các bạn ạ. Giống như kiểu có ai đó trốn ở trong này nhá. Hay là cái con quái vật mà mình nhắc đến. Đúng rồi, cái con đứng ở dọa đầu tiên đấy. Cái dương nó có khóa đấy, hay là mình phải đi tìm chìa khóa ta? Không biết nữa, để ý mày đi vòng quanh đi xem nào. Có gì ở đây không? Có quả bóng kìa. Lăn từ trên kia xuống hả Ốc? Chắc cửa mở rồi đấy, lên mở xem nào. Mẹ ơi! Đừng gọi mẹ nữa, mẹ bắt đây. Thôi, mở cửa đi. Tự nhiên thả bóng xuống cho mình chơi à? Chết rồi, mấy con măng canh biến thành bộ xương rồi. Ai đây? Ui, ai to thế? Người khổng lồ đấy. Đen xì xì là xì đèn đèn luôn. Các bạn đi qua trước mặt mình luôn. Chắc là người ta mặc vest chứ không phải người ta bị đen đâu. Ui, bộ xương treo trên giá kìa. Vâng, anh vào luôn nhá ông nhá. Đứa nào? Một chú hề chọc đầu á, thấy không? Hề hói à? Đâu? Bọn ma canh lại xuất hiện rồi. Không biết. Ở dưới có cái gì kìa? Cái gì nói cái gì đấy? Nói xì xèo cái gì đấy? Những bức tranh ngày xưa mình vẽ đúng không? Một cái bảng vẽ này các bạn. Chắc là trong lúc mình bị nhốt mình đã vẽ đấy các bạn. Chứng tỏ là mình bị nhốt ở trong này luôn các bạn ạ. Bị bắt vào trong này à? Đọc thư đi, có thư đây. Từ từ đã. Ôi ôi mẹ. Trốn đi. Mẹ ơi, thả coi mẹ ơi. Gì đấy? Lại có thư. Ôi mình bị nhốt cùng rồi. một người phụ nữ trong một bộ váy màu xanh nước biển đã thì thầm với anh ấy rằng: hãy mạnh mẽ lên, hiệp sĩ trắng của ta. Có một vài người lạ mặt đối mặt với con ở trên đồng cỏ. Cái gì? Tiếng nhạc gì ấy? Chú Hề kìa. Chú Hề. Come on, nhanh lên tìm cách ra ngoài đi. Tại nhiều thư này. Tôi nghĩ về cái gì đây? Ôi, chưa kịp đọc thư đã chết rồi. Này, bây giờ nó đến đây này các bạn thấy không? Đúng rồi. Có đọc không? Thế không đọc thì trốn kiểu gì? Anh trốn luôn. Ảo thật đấy. Thôi các bạn ơi, tôi hết là mình trốn đi, không nó bóp cổ mình đấy, sợ lắm mình luôn. Mình trốn đi đâu, mình không trốn, mình trốn ngay về cái chỗ ban đầu. Giống như kiểu mình đang ở trên toa tàu và mình hồi ức lại những cái kỷ niệm mình. Cái gì đấy? Tự nhiên có nhạc vui mà không còn đáng sợ nữa. Chú rồi. Chú lính chì dũng cảm. Chú lính chì móm răng. Xuống à? Hoạt động thứ ba, niềm vui to lớn các bạn. Niềm vui to lớn là có một đoàn tàu các bạn ơi. Trong một cái toa tàu nó có một cái đoàn tàu đồ chơi. Anh nghe tiếng chú Hề không ạ? Nó kêu píp pè đấy đúng không? Cái thế là các bạn hiểu nó dọa mình. Cái gì đấy? Đứa nào gọi đây? Đứa nào gõ cửa đây? Đứa nào cười đấy? Đứa nào cười đâu đây? Anh cười. Anh hồi bé kiểu thích chơi với chú Hề quá, cười. Mình cười lên. Gì vậy? Ui, chú Hề này không phải là chú Hề chọc mà là chú Hề tóc xanh á. Ê ơi, ai, chú Hề ơi. Ôi, cười. Ôi, hãy nhìn xung quanh nhá. Đây là một khu công viên nè các bạn ơi. Rồi mình làm gì ở công viên này? Thế chú Hề nhìn thấy mình thì sao các bạn? Đấy, hắn đi vào trong này rồi. Cái gì ba? Đấy, ông ấy đánh đấy, chạy đi. Hả? Con dao. Dao xiên vào đầu luôn. Ôi đừng có mà xiên chú Hề nha. Không đấu lại ông ta đâu. Ừ, ông ta to đấy kia mà. Ui giời, động vào ông ta khi ông ta đập cho một phát mình bẹt dí các bạn ơi. Bây giờ mình phải tìm gì nữa? Anh không biết. Quay trở lại đây có trốn về được không Ốc? Ôi cái gì đây? Gì vậy? Có một cái dương nè, cái dương là ở trong phòng nãy á. Cần một cái gì để mở. Thế hóa ra mình phải đi tìm cái gì đấy để mở đây các bạn ạ. Có tờ giấy. Tôi đã từng đến công viên này với bố tôi, nhưng mà tôi đã không quay trở lại nó nữa. Không bao giờ quay trở lại nữa. Thế hóa ra là mình đi công viên này cùng bố. Bây giờ mình phải tìm cách mở chiếc rương này các bạn ạ. Mình vừa lụm một con dao. Con dao dùng để đâm chú Hề thì chắc chắn không phải rồi. Không thể đấu lại chú Hề rồi. Mình phải xem ở đây có cái gì mình có thể sử dụng được không nhỉ. Lên trên này xem có thể tìm được gì không. Vòng đu quay. Thế còn bị hỏng. Đi hẳn vào trong này xem nào. Cái gì vậy? Một cái công tắc điện á. Nó bị mất một cái cầu chì các bạn ạ. Mất cầu chì à? Bây giờ phải tìm cầu chì cho nó hả? Tìm cầu chì cho nó làm gì nhỉ? Anh không biết nữa. Nói chung là phải sửa cái đấy. Anh nghĩ là thế chứ không tự nhiên nó cho mất cầu chì để làm gì. Thế thì tìm thôi. Ôi, vòng quay mặt trời các bạn ạ. Bây giờ mới nhìn thấy, em nhìn thấy từ trước rồi. Mình có chơi được không? Ui, mình còn bao nhiêu việc. Chơi gì? Tự nhiên anh muốn chơi quá. Không lên được các bạn ơi, không chơi được. Chơi này nguy hiểm lắm, bỏ hoang lâu rồi. Kể ra được chơi cũng vui các bạn ạ. Đó. Có một cái tụ điện đây nữa nè. Mình lấy dao cậy cái này ra. Sau đó mình sẽ lấy cầu chỉ chỗ này. Và lắp vào kia. Đúng rồi. Và cỗ máy kia hoạt động để cho mình một món đồ hả? Anh nghĩ thế. Chắc là có một cái ghế nào đấy, có một cái đồ gì mình phải làm cho hoạt động này nó quay lại chỗ mình để mình lấy được nó. Chú Hề đến rồi kìa. Thấy mẹ kìa mình rồi các bạn ơi. Chú Hề đến. Chú Hề cầm cái gì? Cái trống à? Cái như kiểu một cái dùi. Đừng đi ra đây chú Hề, đừng đi ra đây. Trốn ở đây đâu các bạn ạ. Bây giờ mình đi xuống là chú Hề đập cho. Để bạn ấy, chú Hề đấy. Nhảy xuống đi ông nhá. Nhảy xuống, nhảy đằng kia đi, đằng lưng ông ấy. Ý giời, chú Hề chậm đi kia, còn lâu mới bắt anh không ạ. Thế tại sao phải trốn nhở? Anh cứ tưởng ông ấy chạy nhanh cơ. Chắc là vì ông ấy béo phì đấy ông ạ. Đi thôi, đi thôi, lắp vào đây. Đây rồi, đây rồi. Lắp vào nó sáng lên như chỗ con ngựa đúng không? Rồi nó quay luôn rồi. Có chơi được không? Không chơi được các bạn ạ. Không, không. Anh đứng đây này. Ô nó xuyên qua người luôn. Ô, có cái kìm. Kìm cộng lực. Lấy đi. Kìa, ông ấy đến rồi. Ui may nha, may nha. Cái ông điên này nhá. Lên mở dương, lên mở dương. Tuổi con ngan con luôn cho nhanh. Cháu không vào được đây đâu. Đúng. Mở dương, mở dương. Nhanh lên mở dương đi. Ôi, em lừa anh à? Không lên được thật. Mở dương đi. Rồi, mình mở được các bạn. Đập cái gì đấy cha nội. Rồi, mình sẽ bẻ hai bên khóa này. Mở ra xem bên trong có gì nào. Ui, có một bộ xương nè. Tên Hề này, người giết ai đây? Nhưng mà hình bóng người mẹ của mình vừa xuất hiện đâu ạ. Thử lấy bộ xương xem. Ôi, cái gì đấy? Bộ xương làm cho mình dịch chuyển đến căn nhà. Và phần 4 này tên là Dark Secret, tức là bí mật đen tối các bạn ạ. Rồi xong, những ký ức của mình thật là đáng sợ. Đi chơi công viên gặp tên Hề. Cái máy phát nhạc này nó đang quay một bài hát. Đây là cái phòng ngày xưa của mình này. Lúc nãy mình đã đến rồi này. Đúng rồi, bây giờ thì mình có thể ra được ngoài phòng này rồi. Chắc trong phòng này không có gì đâu. Mình đi ra ngoài nữa các bạn. Đi xuống bên dưới. Phòng này phòng nào? Phòng bố mẹ mình. Ôi mẹ. Mẹ đang ngồi suy nghĩ về nước Mỹ đấy. Ôi, ở chỗ mẹ có dương kìa. Mở dương ra. Sao người mẹ lại teo teo này? Oh my god. Mình không được làm gì với mẹ mình hết đâu. Mình làm gì đâu? Mình không vào được các bạn ạ. Thế không được đâu, không làm gì hết được. Thôi, không làm gì được, thôi. Thôi mà tôi hết, mình không lên làm gì không ạ. Không nên chứ không phải là không lên. Ui, sợ quá. Đánh nặng à? Sợ quá níu hết cả mồm. Cần phải có một cái bẫy ở đây. Hiểu không? Mình phải tiếp tục săn con quái vật này, hiểu không? Cần tìm chuông và dây. Chuông và dây ở đâu? Nó bắt mình tìm ở khu này. Chuông và dây à? Chuông thì chắc là trong khu nhà mình rồi, trong phòng của mình rồi. Có khi cả hai thứ đều ở đây ý chứ. Đây, dây. Lấy được dây này. Thì đấy. Gì đấy? Chiu 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 chiu. Tôi nghĩ là tôi nhìn thấy một cái chuông ở trong phòng mẹ tôi. Bây giờ mình sẽ đến phòng mẹ để lấy chuông. Cái gì đấy? Mẹ đang toilet các bạn. Nhân lúc mẹ toilet chúng ta sẽ tìm chuông. Chuông ở đâu? Mẹ giấu chuông ở đâu? Chuông trên ghế sao ấy, cái đỏ 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 này. À không phải đấy, nước hoa của mẹ. Mẹ đang dưỡng da các bạn ạ. Ui, mẹ có thể đứng như thế này hàng giờ luôn. Thế thì mình có thể đấy, cái chuông, cái chuông. Đấy rồi, ok. Chạy đi. Ra khỏi đây đi. Cái gì đây? Mẹ chạy như con điên, chị Cao Nguyên luôn các bạn. Chạy mà. Mẹ đang skincare. Biết skincare không? Phụ nữ hay skincare á. Rồi, cái bẫy đã sẵn sàng rồi. Và mình cần phải trở lại phòng của mình và đi ngủ. Mẹ bò như kiểu con gì không thấy không? Con đấy là mẹ, con đấy là con khác chứ. Không. Bây giờ về phòng ngủ đi, giả vờ ngủ hiểu không? Giả vờ ngu. Giả vờ ngủ đấy. Tắt đèn đấy. Bẫy được không? Bẫy được con ma không? Đã set up bẫy đâu, vẫn chỉ dây, đặt dây rồi. 3 giờ sau. Đặt bẫy rồi mà không? 3 giờ sau làm gì đấy? Nghe tiếng kéo kẹt là bẫy được con ma rồi. Không, nó đang bước đi thôi. Để im xem nó có dẫm vào cái chuông mình không. Nó dẫm vào nó sẽ kêu keng queng đấy. Đấy, nó dẫm. Nó tới rồi. Ôi nó... Mẹ mình hét lên. À! Và mình chạy ra xem. Gì vậy? Mẹ bị ngã cầu thang tèo đời. Ôi. Và có một cái con quỷ nhá, nó đổ bóng xuống cái chỗ mẹ nằm mới biết, nhìn thấy không? Rồi nó nhổm nhổm. Rồi xong, thế là trong nhà mình có quỷ ám các bạn ạ. Đấy. Ui. Nó đang đi và di chuyển rất là mạnh ở trong ngôi nhà luôn. Uỳnh 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 luôn. Và mình vẫn đang giả vờ ngủ. Mặc dù mình tỏ ra không biết gì nhưng thật ra mình biết hết. Nó bật đèn, nó nhốt mình vào đây rồi. Thế không phải là nó, không phải mẹ nhốt mình mà con quỷ nhập vào mẹ nhốt mình. Ừ. Oh my god. Cái gì đây? Cần một cái bảng cái gì á? Mình phải lấp cái này vào các bạn ạ. Đúng rồi, hóa ra là cái bảng là cái này các bạn ạ. Rồi. Đó, đây có búa đinh, mình sẽ đóng đinh vào. Chắc có đấy. Rồi bây giờ chắc là khỏi thoát khỏi đây được rồi. Đâu. Thoát khỏi đây chứ còn gì nữa. Quỷ đấy. Phần 5 là phần kết thúc rồi các bạn ơi. Lại lên tàu rồi. Mình bị ám ảnh việc đi tàu quá. Mình bắt đầu lên tàu và mình kết thúc. Cụt chân chưa? Không, nó chỉ đi qua nó dọa thôi. Đừng nhìn lại phía sau. Nhìn luôn sợ gì? Chạy đi. Thả tôi ra. Chạy nhưng mà có mở cửa được đâu. Ôi cái chết. Cái chết đến rồi. Oh my god. Tôi không muốn chết, tôi còn trẻ lắm. Tôi còn chưa có người yêu, thật đấy ra. Cười. Cảm thấy tự do để hét la hét. Ôi ôi. Nhiều cái con man nơ canh quá à? Không thấy tự do này các bạn. Bây giờ bế tắc luôn rồi. Nhìn mông mấy em man nơ canh này. Ủa cái gì đấy? Bấm một phát thấy biến hình bất thình lình luôn các bạn. Là còn hai con này thấy không? Đi ra chỗ khác đi. Biến lên đi. Ôi xem có thư không? Biết đâu có thư mình đọc xong mới được. Ôi cái gì đây? Vali. Không. Thả tôi ra. Thả tôi ra đi. Không được đâu. Nó chui đây nhá. Không chui được đấy chứ. Mấy cái này cũng không mở được. Toàn là rác. Toàn là rác. Ốc nhá, là sao đi tàu ăn không được bỏ rác này nhá. Mất vệ sinh. Ốc chưa được đi tàu bao giờ đâu. Mất vệ sinh quá. Nhìn thà cao lên một tí đi. Đâu? Có một cái bảng bên trái á. Đấy à? Ui. Một vài thứ không xác định gây sợ hãi cho tôi. Tôi đã sợ thứ không tồn tại ư? Ủa mày gọi, hay là nó chỉ trong tưởng tượng của tôi. Tôi đã không muốn tin rằng mẹ của tôi thực sự là một con quái vật. Mẹ quái vật. Thấy chưa? Rất là đông man canh luôn. Ký đầu nó. Ai? Con hề. Con hề đấy các bạn ơi. Con hề gặp mình ở trong công viên này. Có tờ báo kìa. Có một cậu bé này đã biến mất 6 ngày trước đây và được tìm thấy bởi những người dân địa phương. Cậu bé này hình như đã bị gần như là bị bỏ rơi ở bên ngoài thành phố gần công viên. Và theo đó thì cậu bé này bị bắt cóc bởi một người đàn ông khi cậu ấy đang có kỳ nghỉ với bố cậu ấy. Ôi nghe như đang nói về mình ấy nhỉ. Thế là mình là... Chính là mình bị bắt cóc đó. Và tên bắt cóc là chú Hề. Đúng không? Chắc thế rồi. Không hiểu chuyện xảy ra không nữa. Không hiểu gì luôn. Thả tôi ra đi. Cái túi gì? Túi bắt cóc à? Túi của tên bắt cóc. Ui. Gì đây? Steven và Nancy. Là ai? Cái hình người trên bức ảnh ấy là bố mẹ thật của mình. Còn cái người mẹ mặc ác quỷ là người mẹ khác. Ôi dồi ôi là mẹ thế. Tối nay, 2 bệnh nhân đã rời khỏi cái bệnh viện về tâm lý học các bạn ạ. Gồm có một người đàn ông và một người phụ nữ. Oh my god, họ đã cưới nhau. Ý là kiểu sống với nhau như là một cặp vợ chồng ấy. và thậm chí là có thể hãm hại người khác các bạn ạ. Hãy cẩn thận, đừng có bất kỳ liên hệ nào với họ cả. Và nếu như mà có bất kỳ điều gì thì hãy gọi cho cảnh sát địa phương. Ôi rồi, khéo đây không phải bố mẹ mình mà là hai cái bắt cóc sao? Đây không phải đâu, bố mẹ mình là bệnh nhân tâm thần. Ôi rồi, bệnh nhân tâm thần bảo sao hay chạy bò bò dưới nền nhà thế. Ui nhiều thế, nhiều các chị em ăn canh ấy. Ý ơi còn... Lại một bức tâm thư nữa các bạn ạ. Khi đèn đỏ bật lên, một phần của kỵ sĩ màu trắng kỵ sĩ trắng, anh ấy sẽ có thể tìm ra cách nếu như mà anh ấy tiếp tục chống lại thế lực bóng tối đen tối. Một người phụ nữ trong chiếc áo váy màu xanh nước biển thì thầm với anh ấy rằng hãy mạnh mẽ lên, người kỵ sĩ trắng của ta. Và có rất nhiều sự kỳ lạ đã dẫn dắt bạn ở cánh đồng cỏ màu xanh. Và kỵ sĩ màu trắng đã tìm ra cách, đó là làm thế nào để giải phóng những bông hoa. Để làm điều này, anh ta cần quay trở lại vùng đất tăm tối và đối mặt với mụ phù thủy bóng đêm. Và anh ấy đã làm điều đó. Sau đó thì mặt trời đã lóe ra những tia nắng màu vàng, và sự tự do đã lan đến khắp mọi ngóc ngách của trái đất từ trong bóng tối. Rồi sao chả hiểu gì? Ông dịch vậy thôi, ông cũng không hiểu gì lắm đâu. Đây có mấy cái ký tự này. À, nhìn thấy không? The Sun tức là mặt trời. Mặt trời đầu tiên là cô này. Không phải cô này. Cái mặt trời màu đỏ rồi. Đây. Đúng rồi. Rồi, xem sau mặt trời là gì đấy. Sau mặt trời là kỵ sĩ màu trắng, tức là một cái hình giống như là hình thánh giá hả? Đây, màu trắng đây. Đúng rồi. Sau màu trắng là gì? Là màu vàng. Đây, màu xanh. Ôi giời ơi. Sai quá lần là thôi kỵ sĩ cũng đi về bóng tối luôn. Mình phải kiểm tra lại thư chứ, anh chả kiểm tra lại thư gì cả. Mình hình như được có 2 lượt thôi các bạn ạ. Bây giờ kỵ sĩ làm lại nha các bạn. Kỵ sĩ đen thôi. Kỵ sĩ làm lại chắc chắn sẽ thắng được. Rồi các bạn ơi, kỵ sĩ đã quay trở lại và không hề ăn hại như xưa. Đầu tiên là mặt trời đỏ. Mặt trời đỏ này. Rồi đến kỵ sĩ trắng. Kỵ sĩ trắng đây, lưng màu trắng này. Đúng rồi, tiếp theo xem tiếp đi. Xem tiếp đã các bạn. Kỵ sĩ trắng sẽ tìm ra cách Blue. Là cái hình ngôi sao 6 cánh các bạn ạ. Ngôi sao 6 cánh. Ngôi sao 6 cánh nó đến hình gì? Đến hình như kiểu hình người á. Ok. Tiếp đi, đi làm đi. Rồi. Ngôi sao 6 cánh. Ngôi sao 6 cánh. Đây à? Đi sâu vào trong đi. Đây. Rồi đúng rồi. Sau đấy là hình người, giống như hình người bên kia. Đây. Đúng rồi. Sau đấy là hình kỵ sĩ màu trắng, là cái góc, cái cô đứng ở cửa ấy kìa. Đây. Đúng rồi. Gần hơn đi. Kỵ sĩ này. Rồi bây giờ sẽ xem lại, xem tiếp. Sau đó đến hình tam giác ngược. Hình tam giác ngược rồi đến hình giống như là một bông hoa. Sau đấy là mặt trời vàng. Okay. Và cuối cùng là trái đất. Ok. Tam giác ngược. Tam giác ngược, bông hoa, mặt trời vàng và trái đất. Tam giác ngược. Tam giác ngược. Đây. Bông rồi. Hoa. Bông hoa kia, đây. Đúng rồi. Mặt trời vàng, mặt trời vàng. Trái đất. Đúng rồi. Ai đây? Ai nằm ngủ đây? Ai? Liệu có phải mình không? Mình lúc lớn lên à? Không, mình lúc bị bắt cóc ấy. Bắt cóc là cậu bé, đây nhìn lớn đầu rồi mà. Cậu bé mà. Đây có đâu phải cậu lớn đâu, là cậu bé đấy. Nó có tương tác gì không? Nó không biết mình là ai à? Mày có biết tao là ai không? Một tiếng thở gấp với một cái màn hình trắng tinh các bạn ạ. Mình còn thở theo nó mà. À đây rồi, Doctor Peter, bạn có sẵn sàng nói về ngày hôm nay của bạn không? Peter là mình. Nhìn thấy các cửa sổ. Ok, Peter nói là từ một cái độ tuổi rất là sớm, khi mà cuộc sống của tôi giống như là một cơn ác mộng. Sau khi mẹ của tôi biến mất, tôi đã sống trong một cái trại trẻ mồ côi và tôi đã không nói về điều này. Doctor hỏi là bạn vẫn gặp ác mộng chứ? Doctor là bác sĩ nha các bạn. Thì Peter trả lời là ác mộng của tôi thì đã dừng rồi, nhưng mà tôi không thể nào ngừng nghĩ về cái việc là mẹ tôi đã bị giết. Và tôi tin rằng cái nỗi đau này sẽ là trải dài suốt cuộc đời của tôi. Tôi đã tìm ra những cái cách về tâm lý để làm sao mà phát hiện ra người thực sự đã giết ba mẹ của tôi khi tôi còn nhỏ, và đã can thiệp vào cuộc sống của tôi. Và bác sĩ nói là vậy bạn đã biết điều này như thế nào? Thì Peter nói là ngày hôm nay, sau rất là nhiều năm, khi mà tôi đã quay trở lại, tôi đã nhìn thấy mọi thứ điều đã xảy ra với tôi ở cái thời gian đó. À, vậy là ông bác sĩ đang thôi miên Peter. Và bác sĩ hỏi là vậy là bạn đã gặp cô ấy chưa và điều gì đã xảy ra tiếp theo? Thì Peter trả lời rằng là tôi đã nhận ra tôi là một đứa trẻ và tôi chỉ muốn bảo vệ chính mình thôi. Tôi đã quá sợ hãi. Và bác sĩ thì nói là nhưng mà tôi không nghĩ thế vậy. Thì ấy, bác sĩ là quái vật. Đúng rồi. Bác sĩ này vốn là một con quái vật các bạn ơi. Ông bác sĩ thao túng tâm lý mình rồi. Đúng rồi. Vậy là cuối cùng mình là người đáng thương nhất các bạn ạ. Mình chẳng thể nào tìm được bản thân mình luôn, bởi vì mình đã bị tổn thương tâm lý. Và đến khi mình đi điều trị tâm lý thì cũng lại gặp một cái bác sĩ rất là ấu trĩ. Bác sĩ chính là quái vật. Hóa ra là trong cái trí tưởng tượng, trong cái giấc mơ mình mơ lại, lúc nào cũng có hình bóng một con quái vật có sừng chính là bác sĩ. Đúng rồi. Trời ơi, thế là cuối cùng mình không tìm được bản thân mình được các bạn ơi. Thôi chắc là mình sẽ kết thúc video tại đây thôi, chứ chơi game nhiều này là mất trí thật. Mà mất trí cũng không biết mình là ai đâu. Rồi mà còn giật mình nữa. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đúng rồi, các bạn nào giật mình giống bên con Hạnh không hãy bình luận ở dưới nhá. Chứ chơi ba game giật mình này chắc là mấy nữa đi mua thuốc trợ tim mất. Đúng rồi. Bye bye.